Chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video mà chia sẻ và hỗ trợ cho một bạn mà đặt câu hỏi đến mình. Đó là cái bong bóng của mình thuộc về bong bóng nghệ thuật á, bong bóng này nè, bóng dài nè. Thì mình mua ở đâu? Rồi mình khi mình đã làm thành sản phẩm như thế này nè. Nó làm thành sản phẩm hình hài như thế này rồi thì mình làm cách nào để mình treo lên sao? Đó là câu hỏi của bạn dành cho mình, thì mình hôm nay mình sẽ làm video này chia sẻ dành cho bạn. Thì thứ nhất á, nếu như mà anh chị và các bạn á có cái nhu cầu mà cần về cái sản phẩm này á, thì mình sẽ cố gắng cập nhật những sản phẩm này vào website của mình trong thời gian sớm nhất ha. Còn như hiện tại á, bạn muốn cần sản phẩm này gấp nè, thì mình để ý á, đi bán mình để ý á, thì những cái cửa hàng đồ chơi trẻ em ở địa phương cũng có bán ha. Rồi thêm cái nữa là ở những cái nhà sách anh chị các bạn, đặc biệt là nhà sách á, anh chị và các bạn vô nhà sách anh chị tìm cái sản phẩm bóng dài nè là nhà sách cũng có bán nha. Còn nếu không á, thì anh chị có thể lên những cái trang thương mại điện tử khác, ví dụ như là Shopee, Lazada, Tiki hay là những trang thương mại điện tử khác ha, thì họ cũng có. Còn như bên mình á, thì mình sẽ cố gắng cập nhật, tại vì mình thấy ở nhiều nhà sách á, bán nhiều quá, đã có hàng ở tại địa phương rồi nên mình cũng ít khi mình cập nhật mấy sản phẩm này. Thì bạn nào có nhu cầu á, thì cứ để lại bình luận cho mình rồi mình sẽ cố gắng cập nhật những sản phẩm này lên trên website ha. Thì link website mình để dưới phần mô tả. Rồi cái ý thứ hai là bạn hỏi là khi chúng ta tạo ra hình cái sản phẩm này rồi thì làm cách nào để chúng ta đưa lên treo lên xào ha. Thì như bạn cũng biết á, tùy theo mỗi cá nhân của người mà tạo ra cái sản phẩm này, tức là tùy theo chúng ta tạo sản phẩm như thế nào thì chúng ta sẽ có một cách treo riêng. Nhưng mà chung đi chung lại thì theo mình biết á, thì nó có hai theo em biết á, thì nó có hai cách treo. Cái thứ nhất á, là chúng ta sẽ dùng cái nòng này nè anh chị và các bạn. Cái này là cái đế, cái que này que nhỏ nha anh chị các bạn, que nhỏ. Thì một bịch như thế này là nó bao gồm 100 cây nè, 100 cây. Đó, anh chị và các bạn khi mua về thì anh chị các bạn nhớ tháo ra rồi dùng keo 502 chích vào những cái đường này nha. Chích vào đây, thì cái này em cũng đã lưu ý những cái video trước rồi. Để anh chị, để con em chúng ta khi đưa cho con em chúng ta chơi thì nó sẽ không bị sứt ra ha. Rồi, cái thứ hai là chúng ta sẽ dùng cây này nè. Dùng cây này nè anh chị các bạn. Cây này là cây tre ha, cây tre thì nếu như anh chị và các bạn nào mà ở xa khu vực không mua được cây này thì mình có thể chế cây này. Thì cách chế cây này như thế nào thì mình cũng đã làm một cái video chia sẻ cho các bạn và anh chị rồi, thì anh chị và các bạn có thể xem lại cách chế này ha. Thì như thế này mình cũng làm được đó, như thế này chúng ta bẻ xuống cũng giống như cây nồng này nè đó. Thì tùy theo sản phẩm của chúng ta, ví dụ như chúng ta mà tạo cái hình nghệ thuật đó là hình con sâu, đúng không anh chị và các bạn? À quên nữa, cây tre này á thì anh chị và các bạn á có thể dùng những cây tre ở địa phương mình ha, để nhỏ ra giót lại nếu chúng ta có thời gian. Còn nếu chúng ta không có thời gian á thì anh chị và các bạn mà ở gần khu đô thị á thì anh chị và các bạn chạy đến những cái tiệm, gọi là tiệm gì, tiệm làm nhang ha, tiệm làm nhang nha anh chị và các bạn, nhang đốt mình á, thì anh chị chạy đến những cửa hàng làm nhang đó anh chị hỏi thì họ sẽ có bán những cây tre này ha. Thì tùy theo cái nhu cầu của mình xài. Nếu như mình xài cái sản phẩm nhiều á thì mình dùng cái tre dài, còn sản phẩm ít á thì dùng cái tre ngắn ha. Rồi ví dụ như chúng ta tạo hình con sâu thì có những anh chị và các bạn bán ở ngoài thị trường á, tạo hình con sâu đơn giản thôi, rồi xong mình sẽ có một cái gọi là cái gì, cái đuôi á anh chị các bạn, cái đuôi như thế này nè đó. Rồi chúng ta cứ vô nòng thôi, chúng ta cứ tạo xong rồi chúng ta kéo xuống gì, chúng ta để cái này là chúng ta sẽ vô được cái nòng cây rồi chúng ta treo lên xào thôi, đúng không? Nhưng mà có một số anh chị của bạn thắt á, không có tạo đuôi này, chúng ta thắt rồi chúng ta thắt xong rồi chúng ta bán luôn, nghĩa là tạo hình xong rồi đưa vô ngang chúng ta chơi luôn. Ví dụ như là mình tạo ra được 10 con 20 con thì mình cầm trên cái tay rồi mình đem đi, mình đưa cho đi bán luôn thì nó không cần phải lên xào. Còn như những các bạn và anh chị cần cái sản phẩm nhiều á, đi vô chợ rồi buôn bán mà cần sản phẩm nhiều á, thì mình phải cần có một cái cây que như thế này. Mình tạo là hình làm sao mà để cho cái đít này nè, là cho cái đít bong bóng này nè nó còn ở dưới, hiểu không anh chị các bạn? Có nghĩa là mình tạo làm sao là cái đuôi này nó rời ra như thế này rồi chúng ta mới vô được nòng và chúng ta mới treo lên xào chúng ta bán. Thì anh chị và các bạn lưu ý là mình phải, cái đó là do cái nghệ thuật của mình thôi, do cái nghệ thuật của mình á, mình tham khảo trên mạng ha, rồi mình làm sao mình nặng cái bong bóng, mình chế cái bong bóng để làm sao cho cái sản phẩm này có cái đuôi bong bóng nó nằm dưới cùng rồi mình mới lên nòng được. Còn như những anh chị và các bạn mà thắt hình con sâu á, có những cái mà không tạo ra được này luôn á,
thì chúng ta sẽ dùng một cây que này nè. Cái que này chúng ta đâm vô chính giữa, chúng ta để chính giữa anh chị các bạn. Cái đó là do cái mỗi cá nhân của mỗi con người thôi. Chúng ta để chính giữa như thế này rồi chúng ta cũng vẫn bán được. Đó. Còn nếu như không á, thì những cái sản phẩm mà tạo hình đơn giản anh chị các bạn. Tạo hình đơn giản như thế này nè. Ví dụ như mình tạo cái kiếm đúng không? Ví dụ chúng ta tạo cái kiếm. Đó. Tạo kiếm như thế này á, thì chúng ta đưa cho con em chúng ta cầm chơi luôn thì không cần phải lên ha. Nhưng mà đối với những sản phẩm như thế này thì chúng ta làm sao chúng ta vô nòng được anh chị và các bạn. Chúng ta không thể nào vô cái cây này như quay này được để chúng ta bán ha. Mình không thể nào buộc cái thùng mình vô được thì chúng ta phải dùng đến một cái bọc ha. Đó là cái bọc kiến anh chị các bạn. Bọc kiến. Cái bọc này á, thì tùy theo cái sản phẩm của anh chị và các bạn tạo ra. Ví dụ sản phẩm lớn á, thì anh chị mua cái bọc kiến lớn. Còn như sản phẩm nhỏ thì anh chị mua cái bịch kiến nhỏ. Ở đây á, là con gấu trúc. Thì cái sản phẩm này sẽ dựa với kích thước là 25-35 ha. Là bọc kiến. Thì anh chị và các bạn tạo hình xong rồi anh chị vô cái bọc. Đây. Anh chị vô cái bọc của anh chị và các bạn xay lại. Rồi anh chị và các bạn cứ bỏ vô như thế này nè. Đó, chúng ta cầm một sợi dây thun nữa. Đó, cái này là em làm ví dụ thôi nha. Đó, chúng ta làm một dây thun nữa. Thì chúng ta để như thế này là chúng ta buộc lại. Xong chúng ta treo lên xào, chúng ta đi buôn bán vẫn được ha anh chị và các bạn. Đó. Thì thứ nhất á, là vô trong này thì làm cho cái sản phẩm chúng ta sáng nè. Cái thứ hai á, là khi chúng ta buôn bán ở ngoài thị trường á, chúng ta không sợ về thời tiết, có nghĩa là gì? Không sợ nắng ha, không sợ mưa. Tại vì khi chúng ta bán ngoài nắng á, mà chúng ta bán không kịp á, là những cái sản phẩm này cũng bóng ta đục hết. Nhưng mà khi chúng ta vào bọc á, thì sản phẩm chúng ta nó sẽ không bị đục và rất là đẹp ha. Thì chúng ta bán rất cũng dễ dàng hơn. Đó. Thì đó là những cách mà vô cái cây ha anh chị các bạn. Đó là những cách mà vô cái cây mà để mình lên cây xào mình bán. Thì cây xào bán á, thì anh chị và các bạn có thể chế ha. Trên mạng cũng có người chỉ. Anh chị nhập vô là cách làm cây xào bán đồ chơi thì sẽ có nhiều người chỉ ha. Thì anh chị và các bạn cứ làm gì rồi găm vô xào mà anh chị các bạn xách đi bán thôi. Đó. Rồi cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong một cái sản phẩm mới. Xin cảm ơn rất nhiều ha.